Sáng nay ngày, ngày 14 tháng 11, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu số 63 thuộc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên tại đường 30 tháng 4, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến dự. Trạm sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu của công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên có 3 trụ sạc nhanh. Mỗi trụ có công suất 60 kW, đáp ứng nhu cầu sạc xe điện cho khách hàng ở địa phương. Đây là một trong số 500 trạm sạc thuộc hệ thống cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ được lần lượt triển khai trong 2 năm 2022-2023. Tại buổi khánh thành, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chia sẻ, việc tập đoàn kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đặt trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo xu thế thời đại, góp phần bảo vệ môi trường, thể hiện cam kết trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn xăng dầu Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dần chuyển đổi thành một tập đoàn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.